25 phẩm tấn tốc. Bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì tận nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì bất sanh nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì diệt nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì bất khởi nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì phi hữu nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì viễn ly nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì lìa nhiễm nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì hư không nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì pháp giới nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát này vì niết bàn nên học là học trí nhất thiết trí phải không? Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì chẳng phải học trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn do duyên hào. Đại Bồ Tát khi học như vậy chẳng phải là học trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào Phật chứng Trần Như rất viên mãn nên gọi danh hiệu như lai ứng tránh đẳng giác. Như vậy Trần Như có thể nói là tận, cho đến có thể nói là niết bàn chăng? thiện hiện bạch, thưa không kính bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì chân như lìa tướng chẳng thể nói là tận, cho đến chẳng thể nói là niết bàn. Phật bảo thiện hiện. Thế nên Đại Bồ Tát khi học như vậy là chẳng phải học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát chẳng vì tận nên học là học trí nhất thiết trí, cho đến chẳng vì niết bàn nên học là học trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Phật chứng chân như rất viên mãn, nên gọi danh hiệu như lai ứng tránh đẳng giác, khi ấy chính được chân như chẳng tận cho đến nếp bàn của trí nhất thiết trí, nên Đại Bồ Tát khi học như vậy là học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy, thì chính là học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, là học Phật Địa, là học mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật Pháp Pháp, tức là đã học trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát khi học như vậy là đạt đến cứu cánh bờ kia của tất cả sự học. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát khi học như vậy thì không bị tất cả thiên ma và ngoại đạo hàng phục được. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát khi học như vậy thì mau đắc được pháp tánh bất thối của Bồ Tát. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát khi học như vậy thì mau trụ địa vị bất thối truyền của Bồ Tát thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì mau an tọa tòa diệu bồ đà thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì chính là tự mình đi theo con đường của như lai tổ phụ thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì chính là học pháp làm chỗ hộ trì cho các hữu tình là học tánh đại từ đại bi vậy thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì chính là học ba lần vận chuyển xe pháp với 12 hành tướng vô thượng thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì chính là học làm cho trăm ngàn vạn ước cảnh giới hữu tình được ở nơi niết bàn cứu cánh an lạc thiện hiện nên biết nếu đại bồ tát khi học như vậy thì chính là học không đoạn tuyệt trùng tánh như lai Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì chính là học mở cửa cam lồ chư Phật. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì chính là học đạt yên, vô lượng vô số vô biên hữu tình, trụ pháp tam thừa. Thiện hiện nên biết nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì chính là học thị hiện cảnh giới vô vi chân thật hoàn toàn vắng lặng cho tất cả hữu tình. Như vậy là học trí nhất thiết trí, tiện hiện nên biết. Việc học như vậy, hữu tình hèn kém chẳng thể học được. Vì sao? Vì sự học như vậy muốn cứu vớt hết thảy khổ lớn sanh tử cho tất cả hữu tình, muốn đặt yên tất cả hữu tình trong việc tốt đẹp rộng lớn, muốn cùng hữu tình đồng hưởng thọ lợi ích an vui hoàn toàn, muốn cùng hữu tình đồng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn cùng hữu tình đồng học diệu hạnh tự lợi lợi tha như hư không rộng lớn, không gián đoạn, không tận cùng. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi học như vậy thì quyết định không đạ trong tất cả cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, a tố lạc, vân vân Quyết định không sanh trốn bên địa hạ tiện, tà kiến. Quyết định không sanh trong nhà trên đồ la, nhà gánh thây chết và các dòng dõi bần cùng hạ tiện, bất luật nghi. Quyết định chẳng sanh trong nhà công xảo, kỹ nhạc, buôn bán, tạp uế. Lại nữa thiện hiện nếu đã Bồ Tát khi học như vậy thì sanh ra ở chỗ nào hoàn toàn không bị mù điếc, cầm ngọng, chân tay cong queo, can chi tàn khuyết, gù lưng, lác hủi, ung thư, điên cuồng, trĩ lậu, ghẻ dữ, thân không quá cao quá lùn, cũng không đèn đùi và không có các bệnh ghẻ nhơ nhớp. Lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy, thì đời đời thường được quyến thuộc viên mãn, các căn viên mãn, thân thể viên mãn, âm thanh trong trèo, dáng mạo đoan nghiêm, lời nói oai nghiêm được nhiều người kính mến lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát khi học như vậy thì sai ở chỗ nào đều lìa đề việc sát sanh, lìa việc trộm cắp, lìa tà hạnh, lìa nói dối gạt, lìa nói thù ác, lìa nói chia rẽ, lìa nói lời bẩn thỉu cũng lìa tham dục, sân giận, tà kiến, quyết chẳng chấp nhận tà pháp hư dối, không dùng pháp tà để sanh sống, cũng không chấp nhận hữu tình phá giới ác kiến hủy báng pháp để làm bạn thân. Lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì hoàn toàn chẳng sanh trong cõi trời trường thọ đắm vui ít trí tuệ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thành tựu thế lực phương tiện thiện xảo. Do thế lực phương tiện thiện xảo này, mặc dù thường nhập được tịnh lữ vô lượng và định vô sắc nhưng chẳng theo thế lực đó thọ sanh. Vì được bát nhã ba la mật đa sâu xa bảo hộ, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy ở trong các định tuy thường được xuất nhập tự tại. Nhưng chẳng theo thế lực của các định đó thọ sanh ở cõi trời trường thọ bỏ tu hạnh Đại Bồ Tát Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy Thì được lực thanh tịnh, vô ý, thanh tịnh, Phật Pháp thanh tịnh Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp bàn tánh thanh tịnh Thì tại sao các Đại Bồ Tát khi học như vậy lại chứng đắc được các lực thanh tịnh, vô ý, thanh tịnh, Phật Pháp thanh tịnh Phật bảo thiện hiện. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói, các Pháp sư này tự tánh thành tịnh. Đại Bồ Tát này đối với tất cả Pháp bản tánh thành tịnh, tinh tấn, tu học phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa, thông suốt như thật, tâm không chìm đắm, cũng không vướng mắc xa rìa tất cả phiền não nhiễm đắm. Nên nói, khi Bồ Tát học như vậy, đối với hết tất cả Pháp được thanh tịnh, do nhân duyên này được lực thanh tịnh, vô uy hít thanh tịnh, Phật Pháp thanh tịnh lại nữa thiện hiện mặc dầu tất cả pháp bản tánh thanh tịnh mà các phàm phu chẳng có tri kiến thấy biết đại bồ tát này vì muốn làm cho vị kia thấy biết hiểu rõ nên khuyên tinh tấn tu hành phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa nghĩ ta đối với bản tánh thanh tịnh của các pháp thấy biết hiểu rõ giống như thật khai ngộ tất cả hữu tình làm cho chúng đối với bản tánh thanh tịnh của các pháp cũng thấy biết hiểu rõ Đại Bồ Tát này khi học như vậy được lực thanh tịnh, vô ý thanh tịnh, Phật Pháp thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi học như vậy thì đối với tâm hạnh sai khác của các hữu tình đều thông suốt, dùng phương tiện thiện xảo đến tận bờ kia, làm cho các hữu tình biết được bản tánh thanh tịnh của tất cả Pháp chứng đắc niết bản thanh tịnh hoàn toàn. Hết quyển thứ 522